Xin chào cả nhà, mọi người ơi, ăn trưa với anh Ngô nha. Thì như đã hứa với trong video hôm qua, anh Ngô sẽ làm món gà nấu chao đúng không? Ăn cùng ăn trưa với anh Ngô nha mọi người, anh Ngô mới nấu xong luôn. Đây là chén nước mắm chấm ha, mọi người thấy ta. Đây là bún anh Ngô mua, bún tươi bên chợ Việt Nam. Đây nè mọi người. À, gà nấu chao có lẩu gọi là lẩu lẩu chao lẩu gà nấu chao đúng không? Nói chung anh Ngô nấu đại à, nhưng mà anh Ngô cũng nấu cái món này nhiều lần rồi, rất là dễ và nhanh nấu lắm mọi người. À, nấu nhanh lắm, anh Ngô sẽ chan vô trong đây luôn nha. Đây sợ ăn không đủ đó, cho nên cái này là tô có bún trong đây rồi, cái này là gà với lại khoai thôi mọi người nha. Còn cái này là có bún trong đây. Để mua lấy rau sống. Đây là một ít rau tía tô, anh Ngô cũng mua bên chợ Việt Nam. Đây là rau rau sống thực cẩm, ở bên Mỹ họ hay bán cái rau này nè mọi người. Dùng tay nha, tay sạch mà. Rau này ăn rất ngon, tiện lắm, cho nên Ngô hay thích mua cái rau này. Đấy, rau mầm á. Mọi người biết không, anh Ngô có nấu chè đậu xanh nữa. Đó, hãy đợi đấy, ăn cái này xong mình ăn, ăn chè đậu xanh nha. Xin mời cả nhà cùng ăn với anh Ngô nha. Đây, thơm ngon lắm mọi người ơi. Gà nấu chao, gà mình chỉ cần ướp với chao, hành tím, tỏi gì đó xong là khoảng 15-20 phút là mình bắt lên mình xào. Mình tao đi, củ mình cũng tao trước nha mọi người nha. Khoai nè, khoai với cà rốt mình cũng tao trước. Ăn miếng gà trước nha mọi người, chấm miếng nước mắm. Ngon quá mọi người ơi. Cho miếng nước mắm ớt tỏi ớt vô đây nha. Chấm ngon. Tại vì anh Ngô rất là thích ăn cay. Quên nha, anh Ngô có cái hũ ớt xay nữa. Ta-da! Cái này anh Ngô cũng mua bên chợ Việt Nam luôn nha mọi người. Ăn với bún hay là cái gì đó, mì tôm đồ ăn cũng rất là ngon. Để Ngô lấy cái muỗng đi. Vít nó ra. Đây, trời ơi, anh Ngô ăn cay lắm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xin mời cả nhà nha, đói quá. Ngô mới nấu xong luôn, nấu chè, có nấu nồi chè đậu đậu xanh xanh hột nữa. Cũng bữa hôm qua cũng mua bên chợ Việt Nam mình luôn á mọi người. Ngon quá. Khoai khoai lang tím. Ngọt ngọt rất là ngon. Hồi đó giờ ở bên đây á, anh Ngô kiếm cái khoai lang tím này mua hoài mà không thấy. Toàn là màu màu hồng, màu trắng thôi mà. Mà nó không có được bột như vậy luôn. Tại vì hôm qua đi đi qua bên cái chợ người Mỹ bên đây là gần nhà, trời thấy là anh Ngô hốt mấy củ liền còn nữa, vài bữa nó luộc ăn ngon tuyệt vời. Còn bún tươi ấy, mọi người, trời ơi mua sao không biết, giờ nó nát luôn. Bún tươi nhưng mà người ta bỏ tủ đông á, ở bên đây là vậy đó mọi người. Anh Ngô không có gần chợ Việt Nam cho nên ăn hay ăn đồ đông lạnh nó nát hết còn bún rồi. Cái này gọi là ăn cháo luôn đó, chứ ăn bún vậy thôi nè. Ngon quá, ngon quá. Mọi người nấu nấu gà nấu chao ăn nha. Người ta gọi là như là gà lẩu lẩu chao hay sao á. Tới nấu nấu vịt nữa, nhưng mà anh Ngô nấu gà. Ngon lắm, đơn giản dễ nấu. Trời ơi, miếng thịt nó thấm ngon mọi người ơi. Tự khen luôn. Mà ngon thiệt. Tuyệt vời. Bây giờ là mấy giờ? 1 giờ. Bữa nay anh Ngô ăn trưa đúng giờ. Mấy hồi là ăn trễ luôn á. Mấy bữa mà ăn giờ này á, gọi là ăn sáng. Ngon quá mọi người ơi, mọi người ơi. Ngô tự khen anh Ngô hoài. Cái ớt xay á bỏ vô ăn ngon thiệt,
Nó ngon hơn sa tế đó. Ngon quá, nãy giờ quên ăn rau luôn mọi người. Ngon rau rất là nhiều á. Như mọi người biết á, bữa giờ chắc cũng nghe bên trên tin tức không? Bên Mỹ ở đây đang rần rần rần. Năm nay không biết năm gì nữa. Hết dịch xong ha mọi người ha, đang dịch chưa xong thì tới cái bạo loạn của người người Mỹ đen đúng không? Xong rồi bây giờ thêm vụ tổng thống nữa, nó tùm lum hết. Vừa rồi á là đáng lẽ là tới cái ngày mà celebrate nhận bầu cử á, nhận nhận chức vị tổng thống mới á, mà nó vô trong nhà quốc hội bạo loạn luôn. Mọi người coi tin tức mọi người thấy á, rất là nguy hiểm, bắn bắn tùm lum hết theo. Thường thường á mà tới cái ngày mà nhận nhận chức tổng thống mới á, nó lẽ là tổng thống cũ họ phải lên họ bắt tay và họ trao quyền, nhưng mà năm nay riêng ông Trump thì ông không làm. Mà về chính trị thôi anh cũng không muốn nói nhiều. Anh có thấy ông nào cũng vậy, ông như ông đó cũng không theo phe ông nào hết. À cũng vậy, chính trị mình đâu có biết rõ đâu. Tôi thấy mọi người lên mạng nói quá trời, người thích ông này người thích ông kia, mình ở giữa, mình công dân bình thường. Chính trị phức tạp mọi người, đủ thứ, mình đâu biết được hết đâu mà mình bên ai. Công nhận luôn á, mà hiện nhiều lúc nha, ăn mà ngon quay video á, chỉ muốn tập trung vô ăn thôi. Mà ăn không mà không nói gì cho mọi người nghe cũng buồn đúng không? Cho anh qua miếng nha. Tuyệt vời mặt trời. Cái chao á nó thơm lắm. Lúc mà nấu mỡ ra, lúc mà ướp gà á, mỡ hạt chao thôi nghe thơm nữa mọi người. Mọi người làm nướng chao không được. Có cái video trước anh Ngô làm gà nướng chao đó, ngon lắm. Nhưng mà công nhận làm cái nước có nước gì ăn ngon hơn. Nó rất là nhanh. Cái gà này anh mua ức gà nữa. Cho nên nó mềm lắm, nó nhanh mềm lắm. Nè mọi người. Trời ơi. Mọi người cứ nói chứ. Ủa sao anh Ngô quay video mà quay có mình vậy, ăn có mình vậy? Ông xã anh Ngô không có vô video. Ngồi nhịn miệng thì được, chứ mà không chịu quay video. Sợ nổi tiếng. Ngon quá mọi người ơi. Đang đói nữa. Thường thường anh Ngô ăn giờ này á là ăn sáng. Nhưng mà bữa nay á, ngày off cho nên dậy sớm. Rồi ăn sáng, rồi bây giờ ăn trưa. Đói nhanh ghê luôn. Ở bên đây trời lạnh lạnh nữa nha. Tao nói ăn mấy người ngon. Nóng nóng rồi. Nhìn vậy thôi chứ nó ăn ngon lắm đó mọi người, không đến nỗi nào đâu. Hồi sáng đang ngủ ở bên cái chung cư ngủ ở nè, hồi sáng đang ngủ mà nghe trời ơi cái chuông nó cháy mọi người biết rồi, to lắm. Là phải dậy mà hay lắm. Nếu như mình ngắt không được á, mình không có reset nó được á là báo cháy nó tới liền à. Cái hệ thống của nó nhanh lắm mọi người. Với lại ở gần đây là cái phòng báo cháy nó gần đây nè, cho nên tới rất là nhanh, cũng tiện. Ở chỗ anh Ngô làm cũng vậy, tại vì nó gần đây cho nên là bị cái gì là nó tới liền.
No luôn mọi người. Cái chao á là đã cay cay rồi ha. Tại anh Ngô mua chao đỏ mà anh Ngô còn bỏ ớt sa tế vô nữa mọi người, ớt xay cho nó ăn cay lắm, mà ăn cay nó mới ngon nha. Ngon quá. Bây giờ á mình ăn cái này xong, bây giờ mình ăn món tráng miệng đi, món chè nha anh Ngô, nó chè sào xanh hột. Cái này anh Ngô múc ra là cho nó đẹp, nhìn cho mọi người nhìn cho nó đẹp thôi, chứ anh Ngô ăn làm gì hết, ăn bao nhiêu là no nè. Đây mọi người ơi, đây là chè đậu xanh hột nha. Anh Ngô ăn chén nhỏ này thôi, chứ thường là ăn trong một cái ly luôn. Ly bỏ đá vô, nhưng mà bữa nay mình ăn nóng nha, nó còn lên khói luôn nè, thấy không? Không biết thấy không nữa. Luôn lấy nước dừa đó. Đây nước dừa chan vô nha mọi người. Để anh Ngô xịt cái này qua cho mọi người thấy đi. Cái này ăn xong rồi mình cho nó qua một bên. Đó. Bỏ nước dừa vô coi. Tuyệt vời tuyệt vời. Cái chè đậu xanh xanh hột này ha, mà mình bỏ tủ lạnh á, lạnh lạnh á, hàng ngày là cứ lấy ăn thôi. Ngô rất là thích ăn nước dừa, cho nên Ngô sang nước dừa nhiều nha mọi người nha. Xin mời cả nhà. Trời, tao nói ăn gì mà không ù mới lạ, không mập mới lạ, Ngô lên mấy ký luôn á. Ngon quá. Trời ơi, ăn nóng ngon nha. Cái này á, Ngô thấy cái bột bán này thấy không? Không dễ kiếm bên đây đâu. Qua chợ Việt Nam thấy hốt liền. Hôm qua đó. Ngon quá mọi người. Tại vì người mình đây xứ mình ở bên cái xứ này á, mình đi qua chợ Việt Nam cái quê hương của mình, ta nói thấy cái gì cũng muốn mua đó. Chè đậu gì cũng có, nên bắt buộc phải mua, nhiều lúc kiềm chế bản thân đó nha, chứ không là mua hơi bị nhiều luôn á. Ngon lắm, ăn như ụt đó. Ngô lên 4 cân đó mọi người. Mùa dịch này không có tập thể dục nhiều mà ăn nhiều nữa, trời ơi thấy mặt đồ nay chồng quay. Để vậy làm YouTube nữa nha, trời ơi tao nói ăn không chứ gì, chứ làm YouTube ăn á, cho anh Ngô làm mấy cũng được hết á, thích ăn mà cố say mà. Mọi người mình coi video anh Ngô mọi người biết ăn ghê lắm, chứ không biết làm nấu ăn có khi nào quay đâu. Nấu tại vì không có được thẩm mỹ như người khác. Nhưng mà ăn ngon lắm nha. Ngon lắm. Chủ yếu là làm vui cho mọi người coi. Hằng ngày Ngô làm cái gì, Ngô ăn cái gì, Ngô quay cái đó vậy thôi. Mùa này chỉ muốn ở trong nhà nấu ăn, ăn uống trong nhà thôi. Thứ nhất là dịch, thứ hai nữa là rất là lạnh luôn, lạnh mà da Ngô khô hết xấu xí luôn. Quá hết mọi người ơi, hết rồi, quá ngon. Trưa nay ăn tiếp nha, chưa đâu, hết cái video này ăn tiếp. Đây một lần nữa mọi người hãy xem thành phẩm của anh Ngô nha, màu khoai lang tím tím rất là đẹp, cái nước rất là vừa ăn ngon luôn, thịt mềm, trời ơi. Mọi người muốn ăn liên hệ anh Ngô nha, món này nấu vừa nhanh mà dễ nữa. Anh Ngô không biết làm món cầu kỳ nhưng mà mấy cái món như vậy là làm số 1. Cái video đến đây cũng kết thúc rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay của anh Ngô rất là nhiều nha. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.